Hôm nay, Hưng cùng với MC Cát Tường đến thăm gia đình chị Dư Ki. Wow, nhà đẹp quá. Em sẽ thử bấm chuông chị nhé. Hi. 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 Đây là chị Yamaguchi Yukie cùng với con trai chị bé Mahiru. Đây con. Xin chào. Trời phải rồi. Xin chào Tiết Tiết. Em vừa mẫu giáo luôn. Xin chào. 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 Mẹ của em. Mẹ của chồng chị à, mẹ chồng ấy. Cho tôi biết là cháu bao nhiêu tháng ạ? Tại chưa có ngày thực hiện. 1 năm 9 tháng. Dạ. À, hiện tại là chị đang làm công việc gì ạ? À, 今私は建築業の仕事と日本語の先生をしています。90% がベトナム人です。Thế còn anh, công việc của anh hiện tại là anh làm công việc gì? Còn đây là chồng chị Dư Ki, anh Taiki, biên đua xe đạp chuyên nghiệp của Nhật Bản. Wow! Trời đất! Vậy luôn! Anh đã đạt được rất nhiều thành tích và huy chương trong các cuộc thi. Đây là Sakura Omini. À, học tiếng Nhật đó phải không? Học tiếng Nhật rồi. Wow, nhiều quá. Cái này. À, bộ cái gì đấy, bộ cửa. Em đây, em biết chữ gì, em biết cái gì. Ở sinh nhật của chị, khi mà tôi đến nhà chị, thì có một tấm ảnh của chị. Mẹ chồng của chị, được mẹ chồng chị chuyên về thư pháp. À, là bác đây hả? Ồ, chuyên về thư pháp, thư pháp của Nhật Bản. Wow. Nhiều nước khác nhau, người đến, mọi người cùng ăn món Nhật Bản, nhiều nước khác nhau, người đến, mọi người cùng ăn món Nhật Bản, nhiều nước khác nhau, người đến, mọi người cùng ăn món Nhật Bản, nhiều nước khác nhau, người đến, mọi người cùng ăn món Nhật Bản, nhiều nước khác nhau, người đến, mọi người cùng ăn món Oh, 一緒に作りませんか? Oh, cảm ơn chị. お願いします。Trong lúc Hưng đang say sưa chơi với cậu bé Mahiru, thì Cát Tường được chị Dư Ki và mẹ hướng dẫn cho cách nấu ăn. Món sushi cuốn này thường được dùng trong các bữa tiệc của những gia đình ở Nhật Bản. あ、オッケー。手で持ってもらえる。Thanh cua. Oh, giống như cuốn bò bí á. Chứ nào. Cái này là cá ngừ. Sau khi cho nguyên liệu vào, lần này Cát Tường có dịp thử sức món sushi cuốn. Hãy xem cuốn sushi của chị Cát Tường. Một cuốn từ từ á, phải lật nè, đúng rồi. Dạ. Yeah. Last one. Cái này là phải quấn chặt tay. Nhưng nếu mà không quấn chặt tay, tới lúc mình cắt nó sẽ bị rời ra. Và do cái gạo của Nhật Bản này, cái gạo rất là dẻo, cho nên nó có cái độ kết dính, cho nên nó mới dính lại được như thế này. À, và khi quấn nó mình phải quấn chặt tay mới được. Oh, jōzu, sugoi. Yeah. Cái đó người ta gọi là khéo tay hay làm. Và cuối cùng món sushi cuốn cũng được hoàn thành. Đây là lần đầu Cát Tường làm món ăn này, nhưng trông cũng thật là ngon phải không nào. Thật ra trước khi Hưng và Cát Tường đến, Dư Ki và mẹ đã tự tay nấu rất nhiều món ăn hấp dẫn. Bình thường các bạn du học sinh đến đây thì cũng được hai người chuẩn bị cho các món ăn ngon như vậy. Thật là ghen tị quá đi. Hai, chào mấy đứa cơ.
いただきます。 いただきます。 何から行こうかな。 何食べるかな。 何食べる。 何食べようか。 お父さん作ったら。 何食べようか。 巻き寿司。 巻き寿司で。 これ好きですよ。 ほら。 熱い。 Còn một món nữa.Mấy cái món này là mẹ chỉ làm nguyên một mâm luôn, rất là wow, trứng đúng không? Trứng cuộn à? Trứng cuộn đúng không? Cô giờ đặc biệt. Mà làm vị rất ngon, nó không phải là ngọt gắt đâu, ngọt mà nó có vị thanh thanh chua chua ngon lắm. Đây có phải là những cái món truyền thống không? Ví dụ như mình có nhiều học sinh dạy thì được là được rồi, nhưng mà tại sao phải mời học sinh đến nhà để mà nấu ăn ăn uống để làm gì? Ví dụ dạy ở lớp học là được rồi. いろんな国がある中で物価も高いのに日本を選んで来てくれたので、日本で楽しい思いをたくさんして帰ってほしいなと思ったので、いつも日本料理を作っておもてなしするようにしています。私も料理を作ってもらって外国の料理を勉強したいし、日本の料理も覚えて帰ってほしいです。あ、じゃあ từng hỏi một câu nó hơi tế nhị một chút xíu nữa làKiểu như chị dạy tiếng Nhật cho các bạn học sinh á, các bạn sinh viên á, là kiểu như mình mở lớp dạy, thu học phí hay là tự người ta biết, sao ta biết chị dạy mà ta tìm đến để ta học? お金は取らないです。私は日本語の先生をしてもらったお金は教室を借りるお金にしたり、教材費にしたりするんですけど、私が出すお金は少しでも、みんなが日本に就職したり日系企業で働いたらもっと大きなお金になるので、投資と思っています。おー、だ、phải bỏ phải bỏ tiền ra để thuê cái nơi để dạy. Yeah. Dạy không có học phí, còn mời về nhà nấu ăn ăn nữa. Thiệt là ngưỡng mộ. Không có thu lại cái lợi nhuận như vậy. Thì suy nghĩ của anh như thế nào về công việc của vợ mình? Tôi làm việc月に半分ぐらい留守にすることが多いんで、そういう時にこう家族のように思ってくれて本当に助かります。子供のためにも刺激があって、いろんな国の人と遊んでもらえてありがたいです。あ、có khi nào chị có dịp về Việt Nam chưa? ベトナム行ったことないし、留学したこともないです。あ、でもみんながベトナムに帰った時に、この子が大きくなったら全部回りたいです。じゃあ、chắc chắn là lúc đó những bạn học sinh đó sẽ mời chị đến chỗ của họ đang sống và làm việc. Trong đó có Hưng nữa, Hưng sẽ mời chị về Việt Nam. Ừ, 一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。大きくなったらな。大きくなってね。Nhanh lớn đi con ơi。大きくなってね。いっぱい食べる。Tuy sống xa quê hương, nhưng ở đây Hưng được gia đình người Nhật này xem như người thân. Cậu ta thật là hạnh phúc. Cái người vợ của anh này, nhân vật chính đó, chị Ân Nhân đó, chị lại đầu tư cả trường lớp, cả giáo trình để đi dạy tiếng Nhật miễn phí cho mọi người. Và chồng cũng rất là ủng hộ. Mà chị là muốn giới thiệu văn hóa rồi quảng bá đồ ăn Nhật cho tất cả mọi người. Thật miễn sự, phí. Kyle đi rất là nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản, riêng Nhật Bản là một đất nước mà Kyle phải nói là rất là và thú vị và bí ẩn. Có nhiều điều Kyle không hề hiểu luôn á. Thì có một người phụ nữ như vậy mà thực sự quan tâm tới cái việc chia sẻ và giao lưu văn hóa thông qua cái ngôn ngữ tiếng Nhật. Đó là một cái điều Kyle thấy nó rất là tuyệt vời. Nó giúp cho những người nước ngoài cảm thấy như là họ hiểu được một phần nào đó rất là quan trọng khi họ sinh sống và làm việc tại Nhật. Nhưng mà có một điều mà Khang là vẫn chưa hiểu lắm là anh Hưng làm sao biết đến gia đình này? Thì lúc anh lúc mà Hưng mới vừa qua đó thì không, Hưng là đã biết tiếng Nhật sẵn rồi. Nhưng mà chị này giúp cho Hưng rất nhiều trong công việc và giới thiệu công việc cho Hưng đi xin việc làm lúc mà Hưng đang còn là sinh viên. Chứ chị này không phải là dạy cho Hưng tiếng Nhật, vì Hưng là biết học sẵn luôn rồi. Chị thấy là Hưng dễ thương, là cũng có mời tới nhà chơi chung, sinh hoạt chung với những cái bạn khác học tiếng Nhật. Rồi dự từ đó là cũng hay giúp đỡ nhiều với nhau trong công việc, hay trò chuyện để hỏi ý kiến việc này việc kia, thì càng ngày càng thân thiết.
cho nên là coi như trong nhà vậy, như đứa em út như vậy thì có thể thấy là chị là một người mà có cái tấm lòng rất là tốt và là một người phụ nữ mà có thể nói là với cá nhân Quyên Khang là vừa giỏi việc nước mà đảm việc nhà, đúng rồi, tức là vừa xông pha trận mạc phía bên ngoài nhưng ở nhà cũng đảm đương cái công việc nội trợ rất là tốt, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem coi là cái món quà gì mà anh Hưng sẽ gửi tặng đến cho gia đình của ân nhân. Ngay ngày hôm sau, Hưng mời gia đình ân nhân chị Dư Ki đi du lịch để cảm ơn về quãng thời gian Hưng đã được gia đình chị giúp đỡ rất nhiều. Nơi đầu tiên mọi người đến là thị trấn Gucho Hachiman thuộc lưu vực sông Nagaragawa. Ô, hai anh chị đã từng tới chỗ này chưa? Tôi đã từng tới chỗ này chưa? Tại vì chị dành nhiều thời gian cho công việc quá, phải dành thời gian cho bản thân mình để đi du lịch. Gucho được xem như là một thị trấn lâu đài, gồm rất nhiều những ngôi nhà cổ từ nhiều thế kỷ trước đứng cạnh nhau. Tại thị trấn ven sông này, người ta có thể ngắm các khung cảnh tuyệt đẹp và dường như còn có thể cảm nhận thời gian trôi qua trong thời kỳ lịch sử Edo, thời kỳ cận đại của Nhật Bản. Địa điểm mà Hưng dẫn mọi người đến chính là... Đây là cửa hàng làm các món ăn giả bằng sáp với kiểu mẫu phong phú và đa dạng, thường dùng để trưng bày trước các nhà hàng. Trông chúng ngon mắt và hấp dẫn đến nỗi người ta có thể nhầm lẫn với món ăn thật. Cái nước mà nó định ra ngoài, cái đá lạnh nó định ra ngoài y chang như thiệt luôn. Mà thấy không? À, nó trào ra. Hay là cái chỗ nhìn nước ướt vậy đó. Đứng trong góc này của cửa hàng, người ta có thể quan sát thợ thủ công làm ra các món đồ ăn giả. Món cá bằng silicone này trông như thật, có vẻ ngon quá. Kỹ thuật của thợ thủ công Nhật quả là tuyệt vời. Ở nhà hàng còn có không gian để du khách có thể tự tay trải nghiệm làm ra các món ăn giả mà mình thích. Hãy cùng làm thử món tempura truyền thống của Nhật nào. Đầu tiên là làm phần bột bên ngoài, đổ sáp nến vào nước để làm cứng. Hãy chọn ba thứ mà mình thích, bắt đầu từ cát tường. Lần sau làm phải mỏng hơn thôi, một lớp bột mỏng rồi như vậy ăn rất là ngán. Còn Hưng chọn làm thử lá tía tô. Buổi trải nghiệm kết thúc trong vui vẻ. Hơn nữa, mọi người còn có thể đóng gói và mang về nhà những món ăn do mình đã tự tay làm. Cảm ơn ông rất là nhiều cho buổi học ngày hôm nay. Chúng tôi đã được thực hành và về sẽ ăn món này thế buổi cơm trưa nay. Địa điểm tiếp theo sẽ là... À, bây giờ em xin phép được giới thiệu đến chị cách tường một cái nét thi vị của cái tỉnh Nghi Phương này. Đó là một cái cách đánh cá khá là riêng biệt của cái người dân ở tỉnh Nghi Phương. Đó là đánh cá? Dạ, yeah, Janario, đọc là Janario. Janario? Là sao? Tí mình sẽ được trải nghiệm thử. Mình bắt cá luôn á? Nghĩa là vậy, vâng, mình sẽ thử. Wow. Nước sẽ được chảy vào đây. Oh.
Chị Tường sao chị Tường? Đây là dịp để mọi người giải trí và trải nghiệm việc bắt cá Yana. Cá to quá. Dễ thương. Coi như người ta xây dựng cái hệ thống như vậy để cho cá nó đi qua, nước nó đi qua, cá nó bị dậy bị dính lại. À, xin chào ông ạ. À, ông cho Tường hỏi là mình nghĩ ra bắt cá vậy là từ lúc nào mà mình bắt cá như vậy ở đây à? Mấy? 1.300 năm trước. À, nước lớn thì nó đẩy mạnh nó tới ngoài này luôn. Đây gì? Ở Nhật, vào mùa thu là mùa sinh sản của cá. Người ta lợi dụng dòng chảy của nước để bắt những con cá a dư bằng tấm tre. Phương pháp này gọi là bắt cá Yana. Yana là một phương pháp bắt cá có cách đây hàng trăm năm của người dân ở khu vực này. Từ tháng 9 đến tháng 10 là thời kỳ cao điểm mà cá nước ngọt tập trung rất nhiều. Là mọi người đã thấm mệt, giờ thì thưởng thức các món cá a dư tự nhiên thôi nào. Cá nướng, cơm, cá chiên, cá kho, cá nướng, cơm cá luôn, ngon lắm. Thanh đạm. Nhưng có bị tăng không? Có bị không, tăng không? Rất ngon. Chị thường có thích ăn những đồ ăn liên quan đến cá không? Cá ăn không có mập. Không mập luôn. Và tốt cho sức khỏe. Ôi chị. Tôi sẽ hãy đi tập tay. Ôi chị. 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 Có vẻ như vợ chồng chị Yuki rất thích. Nơi tiếp theo mọi người sẽ đến là... Ủa bây giờ mình chuẩn bị làm gì mà trang bị hoành tráng quá vậy? Bây giờ nhóm chúng mình sẽ có một cái trò gọi là... Đi chèo thuyền á, chèo thuyền vượt thác á. Chèo thuyền thôi mà hoành tráng vậy hả? Các hoạt động thể thao và đi bè nổi tiếng trong mùa hè đó chính là đi thuyền trên sông Nagara. Một nhóm 7 người sẽ đi bè với khoảng cách dài khoảng 3 km. Cùng chinh phục thiên nhiên nào! Người ngồi trên bè có thể cảm nhận làn gió mát thổi qua từ những ngọn núi xung quanh. Oh my God!
Đi bè như thế này còn có thể thắt chặt thêm tình đồng đội. Mọi người có muốn Cát Tường biểu diễn một cú nhảy từ trên cao xuống hay không? Có vẻ như Cát Tường muốn nhảy xuống dòng nước mát lạnh này thì phải. Và đây là một thử thách dành cho những ai thích phiêu lưu mạo hiểm. Chị Dư Ki vô cùng dũng cảm với chỗ cao nhất trên mỏm đá này. Giờ nhảy nha. Cuối cùng cũng tới lượt Cát Tường. Tuy là Cát Tường vẫn rất khỏe, nhưng mà có vẻ như là... Cố chút nữa thôi, sắp lên rồi chị ơi. Sau một ngày đi chơi cùng anh chị Dư Ki thật là vui vẻ. Chuyến đi này cũng là lời cảm ơn mà Hưng muốn gửi đến vợ chồng chị Dư Ki, người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian qua. Mà có lẽ là 僕ですね、もう修士課程終了まであと半年しかないので、で、まあ社会人やって多分あのまあ岡崎の企業に入るので、ぜひあのまたジグさんのお宅にまた邪魔されていただければなということを、卒業式の前に多分僕はあの両親の予約料で、その時にまた、ぜひあの本番の料理ベトム料理をあの作ってもらえたらいいなっていうことで、3年間で本当にお世話になりました。いつも留学生の子が卒業して帰ってしまう時に私はいつも泣いてしまうんですけど、ふんくんは日本で就職が決まって本当に嬉しかったです。 で、ね、お母さんが来てくれるのをぜひ会いたいので楽しみにしてます。今日ですね、あ、ちょっと、まあ、ちょっとほんの気持ちなんですけども、ちょっとサプライズの、よかったらぜひ開けてみてください。ありがとうございます。いただきます。ありがとう。ありがとう。え、何？え、なんだろう。子供。これは特別に。 Và Tường cũng mong rằng là Hưng và anh chị sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp như là hiện nay. Và chúc cho chị được nhiều sức khỏe để còn nhận thêm nhiều nhiều học trò và giúp đỡ thêm nhiều bạn ở tất cả mọi nơi trên thế giới khi mà đến Nhật Bản này. わかりました. ありがとうございます。じゃあ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。